Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu như chúng ta có sức khỏe thì sẽ làm được tất cả, phải không quý vị? Vâng, hôm nay chúng ta sẽ nói một tí về vụ án của CEO Đại Nam, tức Nguyễn Phương Hằng. Vâng, trước khi đi sâu vào vấn đề thì Cali Sài Gòn xin cảm ơn tất cả quý vị cũng như khán giả đã có lời khen cái bài nhạc mà mình làm bằng thơ rồi xong sư gửi về Việt Nam để cho người ta phổ nhạc á. Thì có cái tựa đề là Trái Tim Chân Chính Nguyễn Phương Hằng. Một người đàn bà, một người phụ nữ đi tìm công lý cho những người bé cổ thấp miệng, những người không thể nói, những người mà bị xã hội quên lãng đi qua những vụ việc như là những của những ông lang băm đó các bạn. Tại sao nhiều người ủng hộ cho CEO Nguyễn Phương Hằng? Vì qua quá trình làm việc đi làm từ thiện và những gì mà CEO Nguyễn Phương Hằng làm từ thiện cũng như là đem nước ngọt lại cho đồng bằng sông Cửu Long, những cái bồn nước bự cho người dân đó các bạn, những năm trước. Rồi quỹ Trái Tim Hằng Hữu và những việc khác nữa. Vâng, hôm nay thì chúng ta cùng với nhau chia sẻ và có nhiều người thì sẽ nói rằng chị Nguyễn Phương Hằng sẽ về trước ngày 30 tháng 4. Có người thì nói sẽ về sau 30 tháng 4, sau những ngày lễ lớn. Thì tại sao họ sẽ dự đoán như vậy? Tại vì ở bất cứ đất nước nào, thí dụ có một ông quốc trưởng lên, hay là có một ngày lễ lớn, hay là một có vị chủ tịch lên, thì sẽ có những cái sự thay đổi của quốc gia cũng như chính trị, và sẽ có những cái đặc ân hoặc là đại xá. Cho nên cũng như quý vị đã biết, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã từ chức, thì sẽ có một ông chủ tịch nước sắp sửa tới đây. Thì như vậy, nếu mà chúng ta ở đất nước Việt Nam mà có một vị chủ tịch nước thì sẽ có đại xá, phải không? Vâng, thì tại sao có người nói rằng là sẽ về trước 30 tháng 4 và sẽ sau 30 tháng 4? Theo như mà chúng ta biết rằng tòa đã xử CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng là 3 năm, nhưng sau đó đã giảm 3 tháng, thì còn lại là 2 năm 9 tháng. Thì nếu bị chi tính ra thì CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ về vào khoảng tháng 12 năm nay, nếu không là sẽ lọt qua cho tới tháng 3 hoặc tháng 4 năm tới nữa, nhưng mà sẽ về vào khoảng cái tháng 12 đó các bạn. Nhưng mà nếu có được đặc ân hay không, hay có được đại xá hay không, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Các bạn nghĩ như thế nào? Bà Nguyễn Phương Hằng có được không? Tôi nghĩ rằng là sẽ được đó. Với lại cái việc làm, cái quá trình làm việc thiện nguyện của Nguyễn Phương Hằng công rất là nhiều, đem lại lợi ích cho xã hội, không có lấy của người dân một đồng bạc nào hết, và cũng không có nhập nhằn trong vấn đề tiền bạc, sổ sách, vấn đề kinh doanh của bà ta. Đã không có giống như bà Trương Mỹ Lan, hoàn toàn khác hẳn luôn. Thì việc được đặc ân hay là được đặc xá thì tôi tin rằng chắc chắn là sẽ được đó các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem xét lại tại sao nói rằng có thể về sau 30 tháng 4 ha. Đặc xá là gì? Phân biệt đại xá và đặc xá. Thứ nhất, đặc xá là gì? Theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật đặc xá năm 2018 thì đặc xá là một sự khoan hồng đặc biệt nhà nước do chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. Không phải chỉ riêng có Việt Nam đâu, mà bất cứ quốc gia nào cũng vậy các bạn, ngay cả Mỹ cũng vậy. Với là mình ở trong tù mà có hạnh kiểm tốt thì
thì sẽ được về sớm hơn. Thay vì người đó ở tù 5 năm, nhưng mà nhiều khi người ta ở tù có 4 năm hoặc là 3 năm rưỡi là người ta đã được về rồi. Còn thứ hai, đại xá là gì? Hiện nay khái niệm đại xá không được quy định tại văn bản pháp luật nào. Tuy nhiên, theo từ điển Việt Nam Online, vào cái trang web Wikipedia, thì thực tiễn các lần đại xá vào năm 1946 và năm 1976 thì có thể hiểu đại xá là một hình thức tha tội hoàn toàn cho một loại tội phạm nhất định với hàng loạt người phạm tội, không phân biệt là họ đã phải chấp hành hình phạt hay chưa, hoặc đã bị truy tố xét xử hay chưa. Nhân sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của một quốc gia. Như vậy thì theo họ nói rằng đại xá thì người đó sẽ không có tội nữa. Ví dụ chúng ta hay người bất cứ người nào đó bị cái tội là tội ăn cắp đi, hay là tội ăn cướp đi, được đại xá là người đó không có tội đó nữa các bạn ha. Như là ở trong hồ sơ sẽ không có cái tội đó, tại vì đại xá nó khác biệt với lại đặc ân và đặc xá. Định nghĩa của đại xá là sự khoan hồng của nhà nước nhằm tha tội hoàn toàn. Đây, nhằm tha tội hoàn toàn cho một số loại tội phạm nhất định với rất nhiều người phạm tội, nhân sự, nhân những cái sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước. Còn đặc xá là gì? Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước do chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. Về bản chất của đại xá là tha miễn hình phạt cho một số loại tội phạm hoặc một loạt người phạm tội đã hoặc chưa bị tố xét xử thi hành án, thì cũng như đã nói rồi. Đối với áp dụng thì sao? Người phạm tội đang ở trong bất kỳ giai đoạn nào, từ truy tố, xét xử đến thi hành án. Vi phạm và áp dụng của đại xá áp dụng trên phiên diện rộng với hàng loạt hành vi phạm tội và hàng loạt người phạm tội theo điều kiện nhất định. Ví dụ, thông tư Liên Bộ Nội vụ Công an Tư pháp số 80TT trên LB ngày 6 tháng 12 năm 1958 có quy định những người phạm tội và bị xử phạt trước ngày 9 tháng 10 năm 1954 đều được đại xá và được khôi phục công quyền. Đó, hồi nãy như mình nói, được khôi phục công quyền luôn. Có nghĩa là không có tội á. Trong hồ sơ không có tội á. Riêng mấy loại tội phạm nhân sau đây không được đại xá là địa chủ cường hào, gian ác, bọn có nhiều nợ máu với nhân dân, bọn côn đồ chưa được thực sự cải tạo. Cơ sở ra quyết định là thường được đưa ra trong phiên họp quốc hội và được các đại biểu thống nhất thông qua. Hậu quả của pháp lý là như thế nào? Người được đại xá trở thành người không có tội và cũng không có án tích trong lý lịch tư pháp của mình. Hồi nãy giống như mình nói, có nhiều người nói, ủa, đã ở tù rồi thì phải có tội lúc nào suốt cuộc đời. Cái tội ăn cắp cũng vậy, cái tội mà nhẹ nhất cũng phải có, cái tội đi xin việc làm này kia nọ cũng phải có tội không? Đại xá là người được đại xá trở thành người không có tội và cũng không có án tích trong lý lịch tư pháp của mình. Quý vị nhớ cái đó, nó khác biệt với lại đặc xá các bạn ha. Đặc xá thì người được đặc xá được miễn chấp hành hình phạt còn lại, nhưng không được xóa án tích ngay như là được quyết định đại xá và vẫn còn tiền án trong lịch sử tư pháp. Đó là sự khác biệt của nhau. Nói đến vấn đề bản chất của đặc xá là tha tù trước thời hạn đối với một số người nhất định đang chấp hành hình phạt. Trong trường hợp họ ý thức cải tạo tốt, lập được công, quá già yếu hoặc là họ bị mắc bệnh hiểm nghèo. Ở trong tù thì họ làm tốt công việc của mình, hoặc là người đó quá già yếu rồi, không thể nào ở trong trại giam thiếu thốn đủ thứ hết.
cho nên tha cho họ ra trước cái thời hạn. Và những cái đối tượng áp dụng cho đặc xá là gì? Người phạm tội đang trong giai đoạn thi hành án tù phạt, tù có thời hạn hoặc là tù chung thân. Còn đối với vi phạm áp dụng cho đặc xá, phạm vi áp dụng hẹp hơn là đại xá, được quy định cụ thể tại các điều 11, 12, 22 luật đặc xá năm 2018. Áp dụng với trường hợp người phạm tội cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tiễn, chủ tịch nước đưa ra tiêu chuẩn của từng đợt đặc xá. Theo đó, người đang chấp hành hình phạt, làm đơn xin được xét xử đặc xá hoặc cơ quan tổ chức hữu quan đề nghị lập thành danh sách cụ thể trình cho chủ tịch nước quyết định xem xét. Như vậy, chủ tịch nước rất là có quyền hành về những cái vụ mà đại xá và đặc xá cho những cái tù nhân phạm tội các bạn ha. Vâng, đó là những cái gì mà mình đã khảo sát trên mạng xã hội và luật ở Việt Nam hiện hành để xem coi bà Nguyễn Phương Hằng có được về trước 30 tháng 4, sau 30 tháng 4. Hoặc là về ngay ngày 30 tháng 4 luôn nữa. Đó phải là cái vấn đề mà nhiều người đang muốn biết là chị Hằng. Tôi thì gọi là bà Hằng nhưng nhiều người gọi là chị em. Nhiều người, có nhiều người gọi bằng cô nữa. Chị Hằng sẽ về cái ngày nào đây? Họ vẫn háo hức sau khi xem cái vụ sự phúc thẩm vừa rồi. Và đa số thì tôi thấy quần chúng, cái này là phải nói rằng là nhiều người, 100 người thì đến 99 người đến cái tòa án là để cái thể hiện lòng quý mến và mong rằng nhà nước khoan hồng và trả cho bà Hằng về với lại gia đình, về với xã hội để bà ta đóng góp, tiếp tục đóng góp những cái việc làm từ thiện của bà ta từ bấy lâu nay. Phải không các bạn ha? Tôi thì tôi cũng vậy, cũng mong rằng bà Hằng sẽ được về sớm. Thì giống như là những clip mà tôi thường nói là về đoàn tụ với gia đình, rồi gặp bé Hằng Hữu nữa. Bé Hằng Hữu cũng xa mẹ cũng lâu rồi các bạn ha. Cho nên mong rằng chị ấy sẽ được về sớm hơn. Để mình xem một số bình luận ở trên đây nha. Bình luận mà cái bài mình viết vừa rồi với là cái hình ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng ở trên tòa và Đinh Lan ở trên tòa cùng với lại cái Đinh Lan mà ra trước tòa đó các bạn. Hai hình ảnh nó lên tất cả, nó khác biệt rất rõ ràng. Minh Lê, tôi tội của bà Hằng là dám nói lên sự thật, vạch mặt tội ác ha. Một người phụ nữ bản lãnh, xứng đáng là một người bản lãnh và cho số 1 và những trái tim. Phú Lê, ủng hộ cho tiếng nói, luôn nói về lẽ phải. Tương Quỳnh, Phương Hằng tuyệt vời, xứng đáng là một nữ anh hùng. Quang Quang, tôi nay đã 70 tuổi rồi, luôn theo dõi các kênh và các bài của chú. Cô Hằng đúng là có 102. Nhân Lê, ủng hộ kênh Cali Sài Gòn, tôi thích nghe bài hát này, là cái bài mà trái tim chân chính Nguyễn Phương Hằng đó các bạn. Mong sắp tới sẽ có nhiều bài hát hay như vậy để ca ngợi những việc làm tốt đẹp của Nguyễn Phương Hằng và anh Quỳnh Quý Dũng. Nguyễn Phương Hằng đáng được mọi người yêu thương quý trọng vì vợ chồng họ đã làm rất tốt cho xã hội. Nói về việc làm của bà Hằng và những lời nói ở trên không gian mạng, cái sai thì bà ta cũng đã chấp hành những cái gì mà nhà nước đã đưa ra rồi. Rồi còn cái đúng thì sao? Chúng ta phải nhìn lại cái đó. Bà ấy đã nói ra những cái mà nhiều người không dám nói, như là gom góp tiền từ thiện, rồi bán hàng online, dùng tên tuổi của mình để giả mạo, rồi cấu kết với nhau để
tham lam, rồi hối lộ tham nhũng, rồi đè đầu cởi cổ dân đen, nhất là cái vấn đề từ thiện. Bây giờ chúng ta thấy đi đâu cũng nhan nhản từ thiện, đi đâu cũng nhan nhản. Có nhiều người cầm cái máy điện thoại lên, người ta quay cái cảnh nghèo ở trong rừng, trong núi, đã bắt đầu là từ thiện rồi. Xin tiền khán giả ở khắp mọi nơi hết. Mà có làm đúng theo cái chỉ tiêu mà của Mạnh Thường Quân đưa ra hay không là một chuyện khác nữa. Hoặc là cái người mà đáng lẽ là được nhận những số tiền đó mà có được nhận tới tay hay không, và có đúng với lại cái ý nguyện của Mạnh Thường Quân đưa ra hay không là một chuyện khác nữa. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy ở đâu cũng có từ thiện, ở đâu cũng có từ thiện hết. Tại vì kiếm tiền rất là dễ. Mà Nguyễn Phương Hằng đã nấu lên những cái thực trạng đó. Các bạn thấy bây giờ những người mà có tên tuổi đâu có dám làm từ thiện nữa. Tại vì sợ, sợ sao kê. Ngày xưa không có sao kê. Thành thử ra mà muốn nhận bao nhiêu tiền vô trong tài khoản của mình cũng được hết. Nhưng mà bây giờ có cái luật sao kê, thành thử ra họ sợ. Thứ nhất là tiếng thị phim. Thứ hai đem cái tên tuổi của mình ra mà đi làm từ thiện mà không có một chút xíu gì hồi báo hết thì bây giờ họ không làm nữa. Tại vì làm thì phải có cái gì, giống như là phải có bỏ cái công ra, phải có cái gì lợi nhuận lại, không các bạn. Các bạn đừng có nghĩ sai lầm về tôi ngay, Đông Kim Mi Rong, ok. Tôi ở đây tôi nói là những người không có lương tâm về vấn đề từ thiện kìa. Còn những người ở ngoài kia, còn rất nhiều người làm tốt, có rất nhiều người vẫn họ làm việc bằng cái tâm của họ và đem bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng cái sức lực của họ để giúp cho rất là nhiều người nghèo. Cho nên ở bất cứ đâu cũng có người tốt, người xấu, chứ không phải lúc nào làm từ thiện là người xấu hết đâu các bạn. Có những người mà đi làm từ thiện gửi về cho Việt Nam đó, nhiều lắm, nhất là những người mà từ bên Mỹ gửi về cho Việt Nam những bữa cơm ở tại các bệnh viện như là bệnh viện Chợ Rẫy nè, bệnh viện Nhi Đồng nè, đó. Đó là những cái người mà phát tâm từ thiện không đó. Phi Nguyễn bài hát nghe hay quá anh Sài Gòn ơi, anh Cali Sài Gòn ơi, dạt dào cảm xúc. Em Phi Nguyễn này cũng ở cùng chỗ với lại bà Nguyễn Phương Hằng nè, ở Bình Dương nè. Trang Trần nghe mà mình thấy cảm động quá. Mãi mãi ủng hộ anh trai Cali Sài Gòn. Anh hoặc chị Quang Quang thì nói bài hát hay quá và cảm động. Lâm Thị Mai ủng hộ kênh đã có tiếng nói về cô Hằng và là người tốt. Cô Hằng tuyệt vời quá cô ơi. Trang Trần đi vào lòng những ai yêu mến chị là qua bài hát mà Trái Tim Chân Chính Nguyễn Phương Hằng đó các bạn. Hạnh Nguyễn rất là chuẩn, một người phụ nữ quá khí phách, hiên ngang. Một bạn tên User có nói rằng kênh chia sẻ chuẩn luôn, rất nhiều người chửi cãi nhau còn hơn bà Hằng ở trên không gian mạng đó. Có sao đâu, chửi nhau quá trời, dùng những danh từ rất là khiếm nhã, chợ búa, à xin lỗi này, nhiều khi dùng mình dùng chợ búa thì cũng tội với người ấy. Nhưng mà ý tôi muốn nói là những người họ dùng những danh từ rất là khó nghe trên không gian mạng, nhưng mà có gì đâu. Bà nói rất đúng, đôi khi cậy quyền thế, nhưng có cái giá sớm hay muộn cho những người mà làm việc bậy việc càng mà thôi. Có bạn tên là Cúc Trần thì nói do cô đụng, không nên đụng, đó là một người nào đó đó các bạn ha. Nhưng cô Hằng chẳng ngán ai, rất thương yêu cô, nữ anh hùng dân tộc, độc nhất vô nhị, thương cô mãi mãi. Dùng danh anh hùng dân tộc thì nó cũng hơi quá, nó hơi đi quá xa, đối với tôi là như vậy. Mình có thể nói cô ấy cũng là khí phách hiên ngang ở trên quan tòa, làm rất là điều hữu ích cho xã hội qua những cái việc làm thiện nguyện.
bạn Nguyễn Thế Lực, bà con có biết cô Hằng làm việc thiện quá nhiều mà bị nạn, chúc cô về sớm trước 30 tháng 4. Nhà thơ Việt, bài hát Ba Phương Hằng hay nhưng anh phát ra từ điện thoại nên nghe âm thanh nó hơi chát quá. Mấy ngày nay subscribe kênh anh lên tăng nhanh quá, chúc anh sớm thành công với kênh YouTube. Cảm ơn tất cả khán giả và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh được phát triển thật nhiều. Bạn Danny Nguyễn, thêm video em đã dùng chính tiếng hát của chị Hằng đoạn Buồn Đêm Mưa trong vũ khúc của Mưa Xuân. Vâng, các bạn cũng biết rằng bà Nguyễn Phương Hằng cũng thích ca hát. Và cái bài mà bà ấy hay hát là Đoạn Buồn Đêm Mưa. Rất là có hồn đó nha quý vị ha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ một ít thông tin về đại xá và đặc xá tại Việt Nam. Mong rằng bạn sẽ về trước 30 tháng 4, sau 30 tháng 4, hoặc là ngay ngày 30 tháng 4 như là tất cả của người dân mong muốn. Cảm ơn tất cả quý vị đã chia sẻ cùng mình. Xin để lại những lời bình luận và ý kiến. Nếu thấy thông tin hữu ích, nhớ cho mình một cái like và đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau.